Hello, xin chào tất cả anh em. Hôm nay em tiếp tục về cho anh em được một chiếc đồng hồ Oobli rất là đẹp đến từ thương hiệu của Master. Chiếc đồng hồ Master này thì anh em có thể thấy nó là dòng đế kim loại, được mạ vàng rất là sang trọng và đẹp. Ngoài ra thì cái mặt của nó cũng là mặt nhôm. Anh em có thể thấy màu sắc rất là đẹp. Số là số La Mã. Đó, made in Sai Băng. Đấy, màu vàng rất là sang trọng. Con này thì nó có kích thước lên tới đây khoảng độ tầm 31.5 và cái phần đế dưới của nó là tầm 19 phân. Nó sử dụng một quả pin chung. Đấy, anh em để thấy. Với chiếc đồng hồ này thì anh em có thể trưng bày ở phòng khách, bàn làm việc hoặc là phòng sách rất là đẹp. Chúng ta xem giờ vừa trang trí vừa để sử dụng. Đó. Hàng này thì được mua đấu giá và xách tay qua đường máy bay về Việt Nam nha anh em. Anh em nào yêu thích thì có thể liên hệ với em để mua chiếc đồng hồ Oobli này. Cảm ơn tất cả mọi người.